Tiếp theo chương trình mời bà con và quý khán giả cùng cập nhật thông tin về thời tiết phục vụ cho mùa màng. Bà con ở Long An đang ngóng mùa lũ, vậy dự báo mùa lũ năm nay như thế nào, chị Hằng My? Dạ vâng, chào chị Phương Nguyên và quý vị khán giả. Khả năng năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có một mùa lũ thấp. Đã cuối tháng 8 nhưng mực nước đầu nguồn sông Cửu Long vẫn đang khá thấp. Mực nước ở hai trạm Tân Châu và Châu Đốc ở đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu hiện vẫn chỉ quanh mức là 1m98. Ở Tân Châu thì mực nước đang thấp hơn so với cùng thời điểm năm ngoái là 24cm và thậm chí là còn thấp hơn gần cả mét nước so với trung bình của nhiều năm. Dự báo trong tuần tới, mực nước đổ về không tăng nhiều và có thể năm nay tiếp tục lại là một năm lũ thấp ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Khi mà dự báo mức nước cao nhất năm ở đầu nguồn Tân Châu và Châu Đốc cũng chỉ là dưới mức báo động 1 cho đến mức báo động 1, tức là chỉ cao hơn 1 mét so với hiện tại. Còn về thời tiết ở Long An trong một tuần tới, dự báo mưa tiếp tục xảy ra và có thể là sẽ có mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con khi đang làm việc ở ngoài trời, khi thấy cơn dông kéo đến thì nên tìm chỗ tránh trú an toàn. Do mưa nên là trời mát dịu, nhiệt độ cả tuần không ngày nào vượt quá là 31 độ. Không chỉ Long An mà cả đồng bằng sông Cửu Long ngày nào cũng sẽ có mưa trong cả 10 ngày tới. Có thể là sẽ có mưa to cục bộ, dễ kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Mưa nhiều nên là nền nhiệt cũng dễ chịu. Ngày nắng gián đoạn, mức nhiệt dao động trong khoảng là 29 cho đến 32 độ.